sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, trẻ em cần phải bổ sung một nguồn sữa từ bên ngoài và sữa công thức là một lựa chọn tối ưu. Có rất nhiều loại sữa được sản xuất dành cho những đối tượng riêng biệt. Lựa chọn đúng sữa cho trẻ sẽ giúp trẻ có đầy đủ dinh dưỡng, phát triển toàn diện, thể chất và trí tuệ. Ngược lại, lạm dụng sữa hoặc sử dụng không phù hợp cũng sẽ khiến cho trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, thậm chí là ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và phát triển của trẻ sau này. Làm thế nào để lựa chọn sữa cho trẻ một cách phù hợp? Nhu cầu sữa cho từng độ tuổi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Sống khỏe để biết thêm chi tiết. Sữa là nguồn dinh dưỡng đặc biệt và thường được coi là một thực phẩm hoàn hảo và toàn diện nhất có sẵn trong thiên nhiên. Tại một số quốc gia, sữa và chế phẩm từ sữa được tách ra là một nhóm thực phẩm riêng từ nhóm thức ăn cung cấp chất đạm cần có mặt trong thực đơn của mọi lứa tuổi. Trong những năm gần đây, cả mặt hàng sữa ngày càng phong phú với sự góp mặt của hầu hết các công ty sữa lớn trên thế giới và hàng trăm nhãn hiệu khác nhau, phục vụ cho nhiều nhu cầu đa dạng và làm không ít phụ huynh cảm thấy lúng túng trong việc chọn lựa một loại sữa phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh tế của mình. Như chúng ta đã biết, sữa mẹ là thực phẩm tự nhiên hoàn hảo nhất đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân nào đó như mẹ không có sữa, mẹ bệnh phải cách ly với trẻ, mẹ phải dùng thuốc đặc trị, một số trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ. Nhằm tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển của tất cả trẻ nhỏ, các nhà khoa học và chuyên gia y tế đã mất nhiều công sức để chế tạo ra những loại sữa công thức gần giống với sữa mẹ. Các loại sữa công thức được phân loại chủ yếu dựa vào loại protein và loại đường có trong sữa. Thành phần protein sữa bò chất béo được điều chỉnh và được bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng và khoáng chất như sắt, DHA, ARA, choline phù hợp cho từng lứa tuổi. Tùy vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe của trẻ cũng như nhu cầu dinh dưỡng, giá cả khác nhau mà mỗi phụ huynh có một lựa chọn khác nhau. Thì em chọn sữa là em hay quan tâm tại vì thứ nhất là hợp có hệ tiêu hóa của bé không. Ví dụ như em sẽ cho con một thử, mà nếu như mà con uống mà tiêu hóa bình thường thì em tiếp tục dùng. Và thường là em căn cứ vô là ví dụ như hàm lượng DHA, vitamin A hay là các vi chất ở trong đó. Nếu như các con em con em nhỏ thì em sẽ chọn những cái là thuộc về canxi nhiều hơn, hay là những cái về hồi tiêu hóa như optimum đó hay đó để phù hợp với cái tiêu hóa về cái khả năng phát triển. Em lựa chọn cho sữa là nhất có nguồn gốc rõ ràng, hay là có những cái thành phần hợp cho độ tuổi con em, là như không bị rối loạn tiêu hóa, hoặc là để giúp cho con tăng trưởng hoặc là phát triển cái đúng cái đa phát triển của con. Vì con em cũng thuộc dạng là bị ốm hay là suy dinh dưỡng đó, nên em chọn những cái sữa có cái thành phần năng lượng và nguồn gốc rõ ràng để cho giúp cho con phát triển theo đúng độ tuổi của con. Sữa thường được chia thành các sản phẩm khác nhau tùy theo độ tuổi hay nhu cầu đặc biệt. Về độ tuổi, thường được chia theo nhóm sữa dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, từ 6 tháng đến 1 tuổi và trên 1 tuổi. Nhóm sữa dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi thường chứa các thành phần dễ tiêu hóa và có tỷ lệ canxi phosphor phù hợp. Tỷ lệ này tối ưu cho thận của trẻ nhỏ và tăng cường hấp thụ canxi. Trẻ trên 6 tháng tuổi không còn phụ thuộc nhiều vào chế độ sữa như trẻ dưới 6 tháng tuổi. Nhóm tuổi này cần được cho ăn dặm đa dạng với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm gồm chất béo, tinh bột, đạm, rau và trái cây. Với nhóm trẻ trên 1 tuổi thì lựa chọn sữa không cần quá chặt chẽ và tùy theo thể trạng cũng như nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Ngoài ra, trên thị trường còn có các dòng sữa khác nhau dành cho các đối tượng có nhu cầu đặc biệt. Hiện tại giờ trên thị trường, ngoài tập hóa với tất cả các cái nhà thuộc với các cái kênh về cái shop sữa, hiện tại rất nhiều sữa. Cho nên thật sự mình cũng đã từng là phụ huynh, cũng đã từng có con nhỏ, thật sự rất là bối rối khi chọn những loại sữa gì cho con của mình. Nó có từng cái chỉ định riêng cho các cái cháu cho từng cái độ tuổi. Ví dụ như mình trong cái độ tuổi của các cháu từ 0 cho đến 10 tuổi, từ 6 tháng cho đến 10 tuổi. Cháu biếng ăn, tức là khi mẹ đến hoặc là bố đến, cháu và con là ngồi nhìn chén cơm là cứ để yên như vậy, không chịu ăn. Mình có một cái dòng chuyên biệt dành cho trẻ biếng ăn.
rồi những cái cháu mà ăn thì rất là tốt nhưng mà thường là bị đi phân sống hoặc là tiêu chảy, tức là hệ tiêu hóa của trẻ nó đang có vấn đề thì mình chưa đặt cho cháu về loại tiêu hóa. Rồi có những cháu ăn uống thì cũng rất là ok, hệ tiêu hóa cũng rất là tốt nhưng mà do tính chất di truyền hoặc là một vài vấn đề đó cháu chưa có đủ để phát triển chiều cao, nên phụ huynh muốn tăng trưởng chiều cao cho trẻ hoặc là tăng thêm phát triển trí thông minh thì mình có dòng sữa về tăng trưởng chiều cao trí thông minh để tư vấn cho cháu. Ngoài ra mình còn các dòng sữa đặc chủng như là phục hồi sau mổ hoặc là trẻ tiêu chảy hoặc là trẻ phục hồi về năng lượng cao cũng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em ngày nay thì sữa là một loại thực phẩm bổ sung không thể thiếu hàng ngày. Đặc biệt là đối với những trẻ em ở thành phố thì tỷ lệ sử dụng hàng ngày là rất cao. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại sữa, từ sữa tươi cho đến sữa công thức. Chính điều này khiến cho rất nhiều phụ huynh cảm thấy vô cùng bối rối khi mà lựa chọn sữa cho con. Và có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra như là trẻ con dùng sữa bao nhiêu là vừa đủ và loại sữa nào phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời quen thuộc của chương trình, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Hưng, trưởng khoa nội nhi tổng hợp 1 trung tâm nhi khoa bệnh viện Trung ương Huế để tư vấn thêm cho quý vị về điều này. Vâng, xin chào bác sĩ Thái Hưng ạ. Có lẽ trước hết thì chúng ta cũng nên đề cập đến sữa mẹ. Sữa mẹ được coi như là một loại thực phẩm hoàn hảo và toàn năng không thể thiếu được. Vậy thì bác sĩ có thể là một lần nữa khẳng định cái sự ưu việt cũng như là tầm quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ nhỏ và nó phù hợp với giai đoạn nào của trẻ? Như chị đã nói thì sữa mẹ phải nói là khoa học đã chứng minh là nguồn dinh dưỡng quý báu và đầy đủ chất dinh dưỡng nhất để cung cấp cho trẻ. Thứ hai là sữa mẹ hoàn toàn đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo cho trẻ phát triển tốt nhất trong giai đoạn từ 0 cho đến 6 tháng. Chính vì vậy, sữa mẹ là được sử dụng cho trẻ từ 0 đến 6 tháng là không dùng bất cứ một loại sữa gì khác. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng như nhà nước Việt Nam chúng ta cũng đã có quy định cấm quảng cáo mọi loại sữa hoặc các thực phẩm chức năng khác dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng, trừ những cái loại thực phẩm hoặc là sữa ở trẻ bệnh lý. Do đó, chúng ta phải hiểu rằng sữa mẹ là nguồn thức ăn và là nguồn dinh dưỡng quý báu nhất để cung cấp cho trẻ đầy đủ, hoàn hảo để phát triển. Vâng, thưa bác sĩ, và sau khi mà trẻ bỏ bú thì sẽ bắt đầu chuyển sang sử dụng dần các loại sữa khác như là sữa công thức, sữa tươi hay là cả cái loại thực phẩm mà có thành phần sữa trong khẩu phần hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta cần phải bổ sung cho trẻ vào thời điểm nào và tác dụng dinh dưỡng của nó đối với sức khỏe của trẻ là gì ạ? Như chúng ta đã biết, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá và hoàn hảo nhất dành cho trẻ. Chính vì vậy, tất cả các loại sữa khác dù là làm theo công thức gì thì cũng là hướng tới một mục tiêu, đó là gần giống nhất đối với sữa mẹ. Vì vậy người ta gọi là sữa công thức hay là sữa bột pha. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại sữa, rất nhiều hãng sữa, nhưng cũng cùng một mục tiêu, đó là sản xuất sao cho hợp và gần giống nhất đối với sữa mẹ. Chứ tuyệt đối không có một loại sữa nào là giống hoàn toàn sữa mẹ. Chúng ta đã biết là lợi ích của sữa mẹ rồi, nhưng mà chúng ta cũng nói luôn đó là sữa mẹ cung cấp cho trẻ cái nguồn miễn dịch thể dịch để giúp cho trẻ chống trả lại bệnh tật. Ngoài ra sữa mẹ cung cấp tất cả các loại dinh dưỡng cân bằng, hợp lý và rất là dễ hấp thu cho trẻ. Còn tất cả các loại sữa công thức khác trên thị trường hiện có chỉ là gần giống nhất sữa mẹ và hoàn toàn nó không có các yếu tố miễn dịch thể dịch để giúp cho trẻ trong những năm đầu đời để chống lại bệnh tật được. Do đó sữa mẹ rất là ưu thế và ưu việt. Còn các loại sữa công thức khác thì chúng ta có thể sử dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi cho đến khi trẻ khoảng 10 tuổi hoặc hơn thế nữa. Thì nguồn sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng quý báu, dễ hấp thu dành cho tất cả trẻ em các lứa tuổi, kể cả kẻ thiếu niên. Do đó, khi mà nguồn sữa mẹ mà có thể là giảm bớt hay là số lượng về chất lượng thì chúng ta nên bổ sung thêm sữa công thức dành cho trẻ. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều, 6 tháng đầu thì sữa mẹ vẫn là nguồn cung cấp duy nhất cho trẻ. Từ sau 6 tháng thì khi trẻ bắt đầu ăn dặm thì chúng ta bắt đầu có thể bổ sung thêm một số loại sữa công thức
để cho trẻ đủ các yếu tố vi lượng cũng như chất dinh dưỡng để giúp trẻ phát triển hoàn hảo. Vâng, như là bác sĩ Thái Hưng cũng có vừa đề cập và chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay thì có rất là nhiều loại sữa được bày bán trên thị trường, từ sữa tươi, sữa công thức hay là cả cái loại thực phẩm mà có thành phần từ sữa. Vậy thì có một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm và bác sĩ có thể khuyến cáo điều gì đối với việc là chúng ta nên sử dụng loại sữa nào cho trẻ và cái mức độ sử dụng là bao nhiêu ạ? Sữa trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại, như chúng ta đã biết, rất nhiều hãng, nhiều loại, nhưng mà cùi tù trung lại thì cũng có ba cái dòng chính thôi. Thứ nhất là sữa bột hay là sữa công thức pha nước. Thứ hai là sữa đặc. Thứ ba là sữa nước. Thì các loại sữa này nó có thể phân thành nhiều loại, có thể là sữa tươi nguyên kem, sữa bột pha hay là sữa chua, tức là sữa mà sản phẩm của sữa lên men, hoặc là sữa đặc có đường chúng ta phải pha nước. Tất cả các loại sữa đó thì chúng ta có thể sử dụng cho trẻ hợp với lứa tuổi, hợp với cái thời điểm phát triển của trẻ, cũng như là hợp với sở thích, cũng như là cái điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội của trẻ. Nhưng mà có những loại sữa thì chúng ta không thể cho trẻ uống vào những cái thời điểm mà trẻ còn chưa kịp hấp thu. Tôi ví dụ như sữa tươi thì cũng rất tốt, rất là nhiều năng lượng, rất nhiều canxi, sắt, các yếu tố vi lượng, cũng như là rất là nhiều cái axit amin. Sữa tươi nguyên kem thì năng lượng cao hơn sữa bột bình thường, cao hơn so với nhu cầu của trẻ, cũng như là các cái thành phần vi lượng như canxi, sắt thì nó lại cũng cao so với cái khả năng hấp thu của trẻ, cho nên là trẻ cũng không nên được dùng sữa tươi nếu mà trẻ chưa được là một tuổi. Trên một tuổi thì chúng ta những dùng cái dòng sữa tươi. Còn cái sữa bột công thức pha thì cũng tùy lứa tuổi, nhưng mà hầu như các nhà sản xuất cũng có cái khuyến cáo thì lứa tuổi nào, thành phần nào hợp với cái lứa tuổi đó, và chúng ta cũng nên theo cái tư vấn của thầy thuốc chuyên khoa hoặc là các nhà sản xuất về thực phẩm sữa. Thưa bác sĩ, là trên thực tế thì có nhiều phụ huynh xem sữa là một loại thực phẩm mà không thể thiếu đối với cơ thể của trẻ, thậm chí là coi như là đó là một cái loại thực phẩm chính. Nếu như mà trẻ không ăn được thì có thể bổ sung sữa đã là đầy đủ rồi. Suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Và việc mà quá phụ thuộc vào sữa như vậy nó có lợi và hại gì đối với sức khỏe của trẻ? Cái này thì cũng vừa có cái nguyên nhân đúng và cũng có cái không phù hợp. Thứ nhất là nếu mà trẻ bị bệnh lý thì những dòng sữa có thể năng lượng cao có thể thay thế hoàn toàn một bữa ăn cho trẻ khi trẻ bị bệnh. Nhưng mà cũng thể kéo dài được vì sữa cũng hoàn toàn không đầy đủ các dưỡng chất để có thể cung cấp cho trẻ mãi mãi. Tất cả các hãng sữa dù làm theo cái nguyên tắc nào, sản xuất theo cái công thức gì cũng hướng tới là gần giống nhất với sữa mẹ, và cũng muốn được kiểm duyệt, muốn được thị trường chấp nhận, muốn được cơ quan y tế kiểm tra, thì hầu như các hãng sữa đều có những cái thành phần cơ bản. Ví dụ như tôi nói là về axit đạm chẳng hạn, axit amin chẳng hạn, thì luôn luôn tất cả loại hãng sữa đều có khoảng 29 loại axit amin, khoảng 12 loại vitamin, khoảng 4 đến 8 loại khoáng chất. Thì tất cả những cái dòng sữa đó thì đều là phù hợp với các lứa tuổi, tùy theo cái hàm lượng ở trong sữa mà nhà sản xuất khuyến cáo. Cái năng lượng dành cho trẻ thông thường thì tất cả loại sữa, tất cả hãng sữa dinh dưỡng ở ngoài thị trường thì dùng cái năng lượng thì khoảng 0,7 kilocalo trên 1 ml sữa. Do đó tất cả các trẻ mà từ 6 tháng trở lên dùng những cái dòng sữa thông thường thì sữa công thức pha thì là trẻ đều hấp thu tốt. Nhưng mà có những cái dòng sữa gọi là sữa bệnh lý hay sữa năng lượng cao thì có những trẻ hấp thu được, có những trẻ hấp thu không được. Hoặc là có những dòng sữa mà người thầy thuốc người ta tư vấn cho trẻ ở những cái trẻ mà bị bệnh lý không thể hấp thu được cái đường lacto chẳng hạn ở trong sữa, thì người ta phải sản xuất cái sữa mà không có đường lacto để cho trẻ hấp thu. Những dòng sữa chủ yếu có hai nguồn gốc thôi, đó là đạm động vật và đạm thực vật. Đạm động vật thì chủ yếu là từ sữa bò, ngoài ra có thể từ sữa dê, nhưng mà đạm thực vật thì chủ yếu là từ đạm sữa đậu nành, nó cũng gần giống nhất với là đạm sữa bò. Đó là hai cái dòng sữa mà trên thị trường hiện nay là chủ yếu đang sử dụng dành cho trẻ, và trẻ cũng hấp thu tương đối tốt. Chỉ có sáu sữa mẹ là chúng ta có thể dùng được, sữa bò
hoặc sữa dê hoặc là sữa đậu nành, nguồn gốc từ cái đó thì trẻ có thể hấp thu được. Tùy theo lứa tuổi thì 0 đến 6 tháng thì hoàn toàn là dùng theo hướng dẫn của các nhà thầy thuốc rồi, là bú mẹ hoàn toàn. Còn sau 6 tháng chúng ta có quyền bổ sung thêm sữa công thức cho trẻ. Trên 1 tuổi thì chúng ta có thể bổ sung thêm sữa tươi nguyên chất dành cho trẻ để trẻ phát triển. Vâng, thưa bác sĩ, hầu hết là các bà mẹ khi mà sinh con thì đều được các chuyên gia, các bác sĩ tư vấn là nên cho con bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu đời. Tuy nhiên là vẫn có những bà mẹ là bị hấp dẫn bởi những cái lời quảng cáo giới thiệu với các loại sữa công thức là có nhiều thành phần dinh dưỡng cao. Chính vì vậy mà có nhiều bà mẹ đã cho con là bú sữa công thức ngay từ tháng đầu tiên và vẫn tiếp tục là sử dụng sữa công thức trong những tháng tiếp theo, mặc dù là sữa mẹ đã đầy đủ rồi. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về điều này ạ? Thực ra ở phương Tây, các nước phương Tây thì các bà mẹ là chủ yếu là cho con bú sữa công thức vì họ có cái hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh xã hội khác của chúng ta. Thì ở Việt Nam chúng ta thì các bà mẹ đã tuân theo sự chỉ dẫn của người thầy thuốc, đó là cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Nhưng mà cũng có một số cái quan niệm giống như là chị nói, là người ta cũng cho con bú thêm sữa công thức mặc dù sữa mẹ đầy đủ. Cái điều đó là hoàn toàn sai và chúng ta phải cố gắng tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cho các bậc phụ huynh, các bà mẹ hiểu rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất, tốt nhất dành cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Cũng giống như lúc đầu chương trình tôi có đã nói, nhà nước chúng ta đã cấm quảng cáo tất cả các loại sữa dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi. Vâng, thưa bác sĩ, và có thêm một vấn đề nữa là có nhiều người cho rằng là sữa đó là một loại thực phẩm mà góp phần là làm tăng chiều cao cho trẻ. Thậm chí là nếu như mà không có sữa thì trẻ rất khó để mà tăng chiều cao. Vậy thì thực ra thì sữa nó có làm cho chiều cao của trẻ nó tăng lên nhiều như vậy hay không? Và để mà chiều cao của trẻ được cải thiện thì có cái cách gì để mà trẻ phát triển toàn diện hay không ạ? Chúng ta phải hiểu rằng chiều cao là phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất, đó là di truyền, giống nòi hay gen. Cái thứ hai là môi trường sống, môi trường vận động, môi trường hoạt động. Và cái thứ ba là dinh dưỡng, nguồn dinh dưỡng. Thì nếu một trong ba cái đó mà không đầy đủ thì chắc chắn thì không thể phát triển chiều cao đến mức tối ưu. Thì về dinh dưỡng thì ngoài các thức ăn thông thường thì sữa là nguồn cung cấp canxi rất là nhiều, cũng như các loại vi chất khác để giúp cho trẻ phát triển chiều cao tối ưu. Cho nên chúng ta cũng nên cung cấp cho trẻ một lượng sữa nhất định, nhất là trong cái giai đoạn trẻ phát triển chiều cao từ 1 đến 10 tuổi, hay là giai đoạn dậy thì từ 13 cho đến 15 tuổi thì nguồn sữa là cái nguồn cung cấp cái canxi rất tốt cho trẻ. Ngoài cái sữa ra thì chúng ta phải bổ sung thêm rất nhiều cái loại vi chất khác, rất nhiều loại axit amin cũng như là các loại lipid để mà giúp trẻ cân đối cũng như là hấp thu tốt các loại canxi. Thì thế khi như thế thì trẻ mới có thể phát triển được hợp lý. Chiều cao cũng phụ thuộc vào môi trường cũng như hoạt động sống, cho nên chúng ta cũng phải chú ý cho trẻ cái hợp lý về cái vấn đề về tập luyện thể thao, và cái vấn đề về gen, về di truyền cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề phát triển chiều cao của trẻ. Do đó phải kết hợp tất cả những cái yếu tố đó thì trẻ mới phát triển chiều cao một cách hoàn hảo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin mà bác sĩ Thái Hưng vừa cung cấp thì chúng ta cần phải xác định rằng là sữa tốt cho trẻ khi mà nó đảm bảo các yếu tố, thứ nhất là hợp với khẩu vị và không gây dị ứng cho trẻ, thứ hai là trẻ bú tốt, tiêu hóa tốt, không đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, thứ ba là giúp trẻ phát triển tốt về cả cân nặng và chiều cao, và cuối cùng là giúp trẻ tăng cường miễn dịch để phát triển khỏe mạnh trong môi trường sống hiện tại. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thái Hưng về những thông tin bổ ích vừa rồi ạ. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Và đến đây chuyên mục Sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.